Welcome to the city of sin. In the streets, kids grow to be men. Cops chase kids racing on their bikes at 110. Get busted to do it again. Watch where you walk, hide all your chains. Look to both sides, checking not to be seen. Act like old traffic. Yo, what up? Chào buổi sáng mọi người và chào mọi người đã quay trở lại từ một blog Andy Vũ nữa. Thì blog ngày hôm nay nó đặc biệt hơn những cái blog ngày khác. Thì blog ngày hôm nay tôi sẽ bị đổ máu. Thì đổ máu như thế nào? Thì các bạn cũng biết là cái blog mà bữa mình đi tattoo convention nó bây giờ đã gần được 2 triệu view rồi. Thì mình không ngờ là cái chủ đề xăm nó lại hot trong cái blog của mình đến như vậy. Thì ngoài hồi đó giờ là ngoài xe ra, thì các bạn cũng hỏi về cái hình xăm mình rất là nhiều. Tại vì khi mà mình đặt cái khuôn mặt của mình lên cái blog, cái camera lúc nào nó cũng hiện cái hình xăm ra trước đó. Thì mình là một người rất là thích xăm từ lúc nhỏ rồi. Thì sau này cái goal của mình, cái mục tiêu của mình là bít người. Và hôm nay thì mình sẽ chính thức làm một blog về xăm tại Việt Nam. Ok các bạn, thì hồi đó giờ mấy cái hình này là trên người mình đa số là xăm bên Mỹ. Nhiều do bạn mình xăm, do thằng Thịnh Lê xăm. Thì hôm nay mình sẽ quay trở lại, cũng có một vài hình nữa mình xăm tại Việt Nam nữa. Nhưng ngày hôm nay thì mình sẽ chính thức quay vlog về hình xăm tại Việt Nam cho các bạn coi luôn. Hôm nay thì cái phần mình xăm sẽ là cái phần bụng hơi bị thốn đó. Ok, let's go. Các bạn, bây giờ mình đang có mặt tại số 237. Mấy 237 Trần Hưng Đạo đúng không? Đúng rồi. 237 Trần Hưng Đạo B Lucky Tattoo để chuẩn bị lên hình cho cái bụng của mình. Và đây là một nhân vật xăm mình mà cũng nhìn giống mình luôn. Hai anh em luôn. Nói đi về mặt kêu giống. Giống không? Hỏi thiệt các bạn giống không? Tại vì mà có người lộn hôm này với mình hoài luôn á. Nhiều người lộn luôn rồi một nhiều người lộn luôn á. Đúng rồi. Con Phương nó cũng nói tôi giống ông đó. Các bạn thấy chợ Bến Thành không? Tụi mình đang lấy cái khung cái này để mà ghép vô cái phần background của cái tấm hình mà mình chuẩn bị xăm trên bụng. Thợ xăm này là một trong những người xăm đầu tiên tại Việt Nam luôn. Đúng không? Có thể nói là vậy. Có thể nói là vậy. Đâu bên nào đâu? Bên đây nè. Đây. Sau bên này năm 2010. 2010. Thì có sao mà nói vậy, sự thật thôi. Để chủ shop tên gì không giới thiệu mẹ vậy, người bấm hoài à. Tên gì? Đức đẹp trai. Đức đẹp trai. Ừ. Đức làm nghề xăm này bao lâu rồi? Khoảng 10 năm. Tính từ cái hình đầu tiên luôn à? Đây, có thợ này nó có 10 năm trong nghề. Có hồi ai xăm cho mình, Đức xăm luôn hả? Cái đầu thì mình tự xăm với hình nhỏ nhỏ trên người thôi. À. Thì mình thấy gặp nhiều anh em mà nhỏ nhỏ. À. Đi nhiều nơi. Bây giờ có một câu hỏi nè, nhiều người chưa xăm ta hay hỏi nhiều nhất. Trả lời thiệt luôn. Xăm có đau hay không? Nếu mà hỏi thì mình trời đau chích mẹ. Ê, đau chích mẹ luôn đó các bạn, nào kêu không đau đập kiến cắn vậy đó. Ừ. Một đàn nó cắn một lúc rồi. chó cắn. Mà 10 con chó cắn cùng lúc. Không, hai con thôi. Hai con là đủ đau rồi. Còn nói với mình nó như kiến cắn vậy á. Lúc đầu kiến cắn rồi lúc sau khoảng chừng 1 2 tiếng sau như dao đâm vậy á, đâm lòi ruột luôn. Phần nào là phần đau nhất trong cơ thể? Thì cái phần mà có da non nè, có xương nè,
dây kinh đi qua nhiều thì sẽ có cảm giác đau hơn. Cái bụng đúng không? Đúng rồi. Đó, là hôm nay là mình sẽ rất đau luôn các bạn, mình sẽ hy sinh cái bụng của mình chảy 1 lít máu để xăm mình cho các bạn coi. Đây thưa các bạn, đây là cái lý do mà mình muốn lấy cái background cho Bến Thành ở trên cái vũ Sài Gòn chút xíu. Đó. Còn bên hai bên hông nữa sẽ là lúc đầu á là anh này đã design cho mình là 2 cái bông hồng, nhưng mà mình lấy 2 bông hồng nó bd quá, mình lấy 2 cái bông sen cho nó nghệ chút xíu, cho nó Việt Nam chút xíu, cho nó Phật giáo chút xíu, các bạn thấy không? Thiết kế ngay tại chỗ luôn, mì ăn liền, nhìn ngon lẹ. À, mà học với cái này cũng là một cái vấn đề á. Nhưng mà những cái này nó giúp nó công cụ giúp mình làm công việc mình tốt hơn. À, tốt nhiều luôn á. Vậy mốt design tụi mấy cáo đi cha, dễ rồi đúng không? Tại vì nhiều người mình nói cái cách mình làm ra tao không hình dung được không? Đúng rồi. Mình làm ra cho tao dễ hình dung hơn. Vì lên cơ thể mà ai cũng muốn cho nó rõ ràng. Mày đưa hình cho khách coi trước thì hay hơn đúng không? Tô quá. Đây là cái hình mà ông chủ shop này xăm luôn nha các bạn. Có mấy chỗ khác cũng xăm giống vậy luôn, mà lúc đó hồi nó ra cái hình nó nhìn nó không thật. Như là kiểu cái này cũng là một lần hai cái luôn á. Đồ má chịu đau, chịu đau tốt vậy. Ủa má thứ này năm mấy tuổi rồi. Thứ này hả? Ghê hả? Má nhìn hai kêu lên đảo ha. Để hai kêu phụ cuối quay nè. Quay game nè. Má kinh thiệt. Cái cây này phải làm khoảng mấy tiếng? 4 tiếng. Một cây á. Mà cái này để biết làm cái outline sao luôn á luôn. Cười. Má đấy là chịu xăm chữ Thành phố Hồ Chí Minh nữa nè, ông xăm chữ Sài Gòn nữa. Đụng má ghét, đụng má, thi đụng má quên. Đéo hết ba, đụng má Sài Gòn nó, nó original. Ừ, nó original. Sài Thành nghe như đụng má giận đầu vậy, lên Sài Thành. Ở đây mình xài mực nhập hết đúng không? Nói chung là mình xài để thấy như là tốt nhất thôi. Rồi ừ. Nhập hết. Bông sen có màu không? Thì theo nhu cầu thì là black and gray hết. Okay. Black and gray luôn rồi. Tại người tôi nhiều màu quá rồi. Tan vỡ thật rồi. Tại sao nó cho? Lấy một cái
Nghe đây bác sĩ. Sài Gòn. Và đây là Southside, nơi tiếng nói người dân bằng con số 0. Thằng chiến thắng là thằng về nhà và trồ quay lại với số đông. Cũng đừng cố công, kiếm tình yêu thứ bảy cao nhớ là số phòng. Công trình cao ốc nhìn dáng hoàng không, nhưng rồi sau đó lại đổ móng. Bởi vì phong bì từ chỗ trống, kết cấu bên trong còn lỗ hổng. Nói chung mấy chú vẫn đéo hiểu ý là phải làm hài lòng cổ đông. Cũng đừng có chống chế, thống chế, coi chừng bị khống chế. Nếu bảy có nhiều cần lựa cho ví thì đéo có gì là không thể. Kể cả danh tiếng, câu chuyện và bằng tốt nghiệp. Nếu không kịp là được kế tiếp thì suốt đời là thằng thất nghiệp. Bằng cấp thiệt nó đéo cần biết, thứ cần thiết là bully bè. Nói chung mọi chuyện đều được giải quyết, nhưng mà rất tiếc là ở đường xa phải biết kính mạng. Ở đường chính diện thì còn tính chuyện sau này. Để chưa xếp xanh cho bài ăn chích điện thì đừng cố kiện nha mày. Bởi vì tất cả đều là công vụ và vũ khí chỉ là công cụ. Cũng chẳng có ai kêu bài giải thích trừ kêu micro ở phòng thu. Vũ khí xã hội là một khoảng tối, đã phải càng nói thì càng sáng. Là một chủ đề tiên tu bất tận và muôn đời vẫn được bàn tán. Nhưng mà chỉ bàn chứ không phương án, và trời cũng kẹt qua chỗ khác. Nên điều duy nhất dân đang nên làm là trù tụi nó bị tổ chức. Như khác ở chỗ các cứ đổ lên cổ đã còn được xấu. Tổ cha với thằng bố bố để cho thanh niên tụi tao được tự lộ. Mấy bố từ nổ năm nay lại vượt chỉ tiêu rồi bắt phải dựng bộ. Đọc xong tờ báo đảm bảo chứ thề địch vẽ tao về với đường phố. Số 4 luôn. Sau 4 tiếng chịu đắng nuốt cay hy sinh về nghệ thuật thì đây là cái thành quả của mình. Bời quá là chuyện hết nổi luôn. Hay dở tụi mày nè. It's the worst part, when it's done, yeah. You fucking wipe that shit. Out of here and eat ya. I wanna pass out. Sao anh? Thực hiện tác phẩm này sao anh thấy sao? Thấy bình thường. Tại sao lúc đầu anh đưa tấm hình lên nó ít chi tiết hơn? Ừ, chút xíu à. Xong rồi từ anh đánh càng ngày anh càng suy nghĩ, anh nhảy số, sao anh đánh hết mẹ cái bụng luôn rồi. Khuyến mãi anh. Khuyến mãi qua à. Không mà nhưng mà mấy cái cuối freehand đẹp ha. Sài Gòn là chỗ mày thường khóc, nơi mà bệnh viện và nhà tù nằm sát bên trường học. Mười đường xấu mày chọn trong khoảng 10,000 đường chết. Thiệt là hết cách rồi sao, còn lại là bộ quy và lết. Và tao giết người đâu cần súng với dao. Khi mà mày đứng trước bộ giáo dục thì đéo ai đứng với tao. Tao là một, là điên, là duy nhất. Địt mẹ thằng nào chơi cao tao tán một phát là vợ mà. Thì lúc đầu á, nó chỉ có cái chi tiết là cái chợ Bến Thành với lại số này thôi, với lại hai cái bông hoa thôi. Nhưng mà lúc mà đánh xong mấy cái mà outline là cái mấy cái đường line bên ngoài thì anh này anh có freehand thêm mấy cái này cho mình, mấy cái background nó làm cho tấm hình nó liền thôi, đúng không? Hai cái này làm cho anh này nó thêm đều hơn, đúng không? Thiếu hai khúc này thì nó thiếu một chút, nhìn nó không có liên kết. Đúng rồi, giờ nó liên kết luôn rồi, giờ máu chảy quá trời luôn rồi. Thôi chùa cho con gái đi anh ơi, đau quá. Ủa rồi mấy cái hình xăm này về mình xăm xong rồi mình bảo quản nó sao, mình giữ nó vệ sinh như thế nào? Thì về mình cứ tắm rửa bình thường ha. Không bôi xộn trực tiếp lên. Còn mà tắm rửa bình thường không sao, ngày 3-4 lần cũng được, không sao. Mình có cần sức mấy cái gì lên không? Không cần thiết đâu. Okay. Vì da nó chỉ bị kích ứng á, nó sẽ dễ nhiễm trùng. Cái đó là mọi người mỗi ý, nhưng mà kinh nghiệm mình xăm nhiều á là các bạn khỏi còn sức nhá, chứ vệ sinh nó sạch sẽ là giữ nó thoáng mát là được rồi. Cái quan trọng nhất là hạn chế đụng tay vô. Okay. Vì tay mình rất là dơ, nhiều vi khuẩn mình đụng vô cái nhanh là lâu lành. Đừng cho cuồng đụng vô là được
chơi chơi vú đụng vô thôi. Đụng tay nhiều khi móc đít thì mình đụng móc cua rồi đúng không? Rồi, ok. Yo, và một lần nữa đã cảm ơn tất cả các bạn đã coi cái vlog này và make sure các bạn check out cái địa điểm mà mình đã xăm ở đây. Mình để tất cả những cái information, location, tên người xăm, số điện thoại liên lệ để cho mọi người nào có nhu cầu cần thì đến tới đây. Thì mình sẽ trả lời một số câu hỏi mà các bạn đã đặt ra cho mình. Nếu cái hình xăm đầu tiên của anh là cái gì thì cái đó mình không có tiện nói. Còn thứ hai là anh có hối hận sau khi xăm hay không. Thì mình nói với bạn một lý dụ đơn giản thôi. Mình chỉ có một cuộc sống để mà sống thôi. Nếu mà mình không sống vì mình thì mình sống vì ai? Hãy làm tất cả những gì bạn muốn, vì chúng ta đã ở trong một cái thế giới gọi là tự do. Tụi mình nghĩ gì, tụi mình làm gì. Bất kể một cái hình xăm trong người đều có mang đến cái ý nghĩa riêng của cái hình xăm đó cho mỗi người đó. Cho nên thích là làm. Và hình xăm bây giờ 29 rồi, nó không còn liên quan tới những cái khác nữa. Đây là một nghệ thuật và chúng ta nên tôn trọng nó. Cảm ơn tất cả các bạn. Hẹn gặp các bạn vào vlog kỳ sau. Peace, motherfucker.